2 tháng 2 trụ gãy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ở đâu? Tham nhũng chỉ là cây ngọn thôi. Nếu như đã có bản lĩnh, đã có đạo đức thật sự vì nước vì dân, cần gì phải tham nhũng, cần gì phải ăn cắp. Sống cho ngay thẳng đàng hoàng. Lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch đốt lò vẫn như khẩu lệnh để toàn dân chống tham nhũng. Thưa quý vị, từ xa xưa, tham nhũng ở Việt Nam đã là một quốc nạn. Nạn này như sâu mọt, gặm nhấm từng chút, gây bại hoại đạo đức cả một bộ phận lớn. Chính vì vậy, cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến dài hơi, vì đây là cuộc chiến chống giặc nội xâm. Hành trình đốt lò đã kéo dài hơn 10 năm, thu về những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, gần đây kết quả lại khiến người dân từ hoảng hốt sang hoang mang, bởi hai trong tứ trụ đã phải từ chức chỉ trong vòng 2 tháng. Người dân càng hoang mang hơn khi người lái thuyền, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đến cái tuổi xưa nay hiếm, cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Người dân lo cho sức khỏe của Bác, lo cho nguy nan của đất nước giữa cuộc chiến chống giặc nội xâm này. 4 tháng đầu năm, chính trường Việt Nam nóng bỏng, các lò đang cháy rực. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm, một trụ gãy. Chiều ngày 20 tháng 3, sau cuộc họp bất thường của Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 15, ông Bùi Văn Cường đã công bố chương trình cho kỳ họp bất thường lần thứ 6 của Quốc hội khóa 15, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 21 tháng 3. Kỳ họp này được tổ chức nhằm xem xét các quyết định liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong chiều cùng ngày, Trung ương Đảng khóa 13 đã đồng ý cho phép ông Võ Văn Thưởng từ bỏ các chức vụ của mình, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh cho nhiệm kỳ đến năm 2026. Các cơ quan liên quan đã được chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục bầu và miễn nhiệm theo chủ trương của Trung ương Đảng. Những nội dung chính tại kỳ họp bất thường thứ 6 bao gồm xem xét việc miễn nhiệm ông Võ Văn Thưởng khỏi các chức danh trên. Ông Thưởng cũng sẽ được thực hiện quy trình miễn nhiệm khỏi vị trí đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Đà Nẵng. Theo thông báo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ông Võ Văn Thưởng đã bị phát hiện vi phạm các quy định về hành vi không được phép của đảng viên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những vi phạm và khuyết điểm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Ông Thưởng đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình và đã chủ động nộp đơn xin thôi giữ các chức vụ được giao và xin nghỉ công tác. Quý vị thân mến, sự nghiệp chính trị của ông Võ Văn Thưởng từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Việt Nam đã kết thúc bất ngờ, gây ra nhiều hoài nghi và suy đoán trong dư luận. Sự ra đi của ông không chỉ gây xáo trộn lớn trong công tác nhân sự mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về ai sẽ là người kế nhiệm ông trong hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm, trụ thứ hai ra đi. Quý vị thân mến, các vi phạm quy định về hành vi đảng viên không được làm đã gây ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông Vương Đình Huệ. Chiều nay, ngày 26 tháng 4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về công tác cán bộ, bao gồm cả việc xem xét miễn nhiệm một số chức vụ của ông Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Ông Vương Đình Huệ, người đã từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng và trưởng thành từ cơ sở, đã bị phát hiện vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên cao cấp. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, ông đã chủ động nộp đơn xin thôi giữ các chức vụ đã được phân công và xin nghỉ công tác. Ban chấp hành Trung ương Đảng, căn cứ vào các quy định hiện hành và nguyện vọng của ông Huệ, đã đồng ý cho ông từ chức các vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội sẽ được Quốc hội tiến hành vì chức vụ này được bầu trong số các đại biểu Quốc hội. Hai trụ gãy trong vòng 2 tháng Bộ Chính trị bất ổn. Theo quy định của Bộ Chính trị, chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm chức danh,
chức vụ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là 4 chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hay Tổng Bí thư là chức danh lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chức vụ cầm quyền cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đương nhiệm. Thủ tướng Chính phủ đương nhiệm là ông Phạm Minh Chính, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15 tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Chức vụ Chủ tịch nước Việt Nam hiện tại đang để trống. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ từ 2021 đến 2026, đã có liên tiếp hai vị lãnh đạo phải xin rời khỏi vị trí này là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Võ Văn Thưởng. Lý do được tóm gọn là họ chịu trách nhiệm về những sai phạm của cấp dưới, gây ra ảnh hưởng xấu tới Đảng, Nhà nước và bản thân các ông. Ông Vương Đình Huệ mới xin từ chức từ ngày 26 tháng 4 năm 2024. Vậy tứ trụ của Việt Nam hiện chỉ còn hai người. Thưa quý vị, đây là thời điểm khá khó khăn với Đảng và nhân dân ta khi phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế, xã hội, đặc biệt là chính trị. Hơn nữa, các thế lực chống phá liên tục lợi dụng những sự kiện đã xảy ra trên chính trường Việt Nam, thêu dệt những câu chuyện không có. Chúng bơm đều rằng chính trị Việt Nam bất ổn, Việt Nam rồi sẽ sụp đổ như Liên Xô, và rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chùm cúi đứng đằng sau giật dây mọi vấn đề. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người khởi xướng lên chiến dịch đốt lò, cũng là người trực tiếp tham gia chiến đấu chống nạn tham nhũng, lại là người chịu nhiều mũi tên lần đạn nhất. Thách thức tham nhũng và những bóng gió trong chính trị Việt Nam. Kính thưa quý vị, tham nhũng là một vấn đề nghiêm trọng và dai dẳng ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, và Việt Nam không ngoại lệ. Trong những năm gần đây, chính phủ Việt Nam đã tích cực đưa ra nhiều sáng kiến để chống lại nạn tham nhũng. Mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể, câu hỏi về mức độ hiệu quả của những nỗ lực này và những người thực sự nhúng chàm vẫn còn là dấu hỏi lớn. Trong khi đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biết đến là người đã khởi xướng nhiều chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt. Ông đã công khai tuyên bố chiến đấu chống lại tham nhũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của mình, gọi đây là cuộc chiến trong sạch. Cũng giữa cuộc chiến này, nhiều cán bộ cao cấp đã phải chịu những hậu quả từ sai phạm của chính cá nhân hoặc những người cấp dưới. Điều này khiến các thế lực chống phá mượn gió bẻ măng đâm chọc. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được nhắc đến nhiều nhất. Đó cũng là thách thức lớn đối với Ban phòng chống tham nhũng nói chung và chính trưởng Ban chỉ đạo là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng. Vai trò của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò là người lãnh đạo cao nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam, đồng thời là đầu mối quan trọng trong việc kết nối và lãnh đạo cả Đảng và Nhà nước. Theo Điều 4 của Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam được công nhận là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, với nhiệm vụ gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ và chịu trách nhiệm trước nhân dân về các quyết định của mình. Chức danh Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, thường gọi là Tổng Bí thư, là vị trí do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu ra từ số ủy viên Bộ Chính trị. Người giữ chức vụ này không chỉ lãnh đạo cao nhất Đảng mà còn chịu trách nhiệm chủ trì và điều phối hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, cũng như thực hiện các quyền hạn khác liên quan đến việc lãnh đạo và quản lý Đảng. Ngoài ra, Tổng Bí thư hiện tại cũng đảm nhiệm vai trò Bí thư Quân ủy Trung ương và là trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với vấn đề chống tham nhũng, tiêu cực vì một xã hội công bằng, minh bạch. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đang giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục dẫn dắt Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu và lý tưởng của Đảng, với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẩn sau một nhà lãnh đạo nghiêm khắc, đạo mạo và liêm chính là gì? Quý vị thân mến, quả thật, thời đại chúng ta đang sống đã sản sinh ra những con người kiệt xuất,
Và ngược lại, những con người kiệt xuất có thể sinh ra một thời đại. Chúng ta đang sống trong thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một thời đại mà nhân dân Việt Nam đã thực hiện những điều hết sức kỳ diệu. Qua những cuộc giải phóng đất nước, chúng ta đã làm tan rã hệ thống chủ nghĩa thực dân đế quốc bằng những cuộc kháng chiến giành độc lập và tự do. Những nỗ lực này đã góp phần cùng nhân loại kiến tạo tương lai. Một xã hội dựa trên sự phát triển hài hòa của quyền tự do, dân chủ, lòng nhân ái và sự nghiệp giải phóng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư cách là một người thầy vô cùng vĩ đại, đã để lại những học trò xuất sắc. Các bậc tiền bối như Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp đã có những cống hiến to lớn và quan trọng trong lịch sử kháng chiến và đặt nền móng cho sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh hiện tại, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 11, 12, 13 tiếp nối truyền thống đó. Là một người cộng sản trung kiên, trung thành, ông đã vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lên một tầm cao mới. Hy vọng rằng chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tiếp tục hành trình này. Trong văn hóa Việt Nam, câu tục ngữ cây có gốc, nước có nguồn luôn được trân trọng, biểu thị sự quý trọng nguồn gốc và cội nguồn. Người ta tin rằng nguồn sâu sẽ làm nước chảy mạnh và gốc vững sẽ khiến cảnh xanh tươi tốt. Tâm hồn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ nhỏ đã được nhuần nhuyễn những giá trị này qua ca dao dân ca, hấp thụ những bài học về ân tình và đạo lý, tựa như nguồn sữa tươi mát, trong lành. Câu tục ngữ giấy rách phải giữ lấy lề, đói cho sạch, rách cho thơm cũng phản ánh lối sống và tư tưởng của ông, đặc biệt trong bối cảnh hiện đại. Quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, nơi có ngôi nhà và mảnh đất do cha mẹ ông để lại. Từ những chi tiết nhỏ như việc ông đã sử dụng một bộ vest trong suốt 12 năm mà vẫn chưa nỡ bỏ đi, chúng ta có thể thấy được phong cách sống giản dị của ông. Thực tế, ngoài những dịp cần mặc trang phục com lê cho các nghi lễ chính thức, Tổng Bí thư thường mặc quần áo rất giản dị, thậm chí là những chiếc áo đã sờn vai. Cuộc sống thanh đạm này không chỉ phản ánh sự lựa chọn cá nhân mà còn bắt nguồn từ đạo đức cách mạng mà ông luôn theo đuổi, như một mẫu mực của sự giản dị. Điều này cũng phản ánh tinh thần liêm khiết và trách nhiệm đối với cuộc sống chung của đại đa số người dân Việt Nam, đặc biệt trong những thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bao Thanh Thiên phiên bản Việt, một cuộc đời liêm chính đến bất ngờ. Trước đó, đại biểu Lê Thanh Vân cũng đã chia sẻ và nhận xét tương tự. Được biết, dù không có nhiều tiền tiết kiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một phần vào việc mua công trái và phần còn lại gửi tiết kiệm, thể hiện lối sống giản dị, không khác gì cuộc sống của những công chức bình thường và bao người lao động khác. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Nguyễn Văn Tuyết, một đại biểu Quốc hội lâu năm qua năm khóa liên tiếp, đã chứng kiến hai lần ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức. Ông Tuyết chia sẻ rằng mỗi lần nghe những bài phát biểu của Tổng Bí thư, ông cảm thấy rất xúc động. Mặc dù nhận được sự tín nhiệm gần như tuyệt đối từ Ban Chấp hành Trung ương Quốc hội, lời phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn hết sức khiêm nhường. Sự khiêm tốn này làm cho ông càng được yêu mến hơn. Chúng ta có thể thấy rằng, trong mỗi thời đại, bên cạnh những vị quan tham, luôn tồn tại những người quan liêm chính như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người mà cả đất nước Việt Nam yêu quý. Nhờ có những nhân cách ưu tú như Bác Trọng, bộ máy nhà nước mới được làm sạch, loại bỏ những thành viên không xứng đáng. Hy vọng rằng, các vị lãnh đạo hiện đang phục vụ trong bộ máy nhà nước sẽ trở thành những người ưu tú cả về đức lẫn tài, tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị tốt đẹp này. Có lẽ bạn đang thắc mắc về những gì các đại biểu và lãnh đạo đã nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội gần đây. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây. Đại biểu Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chia sẻ suy nghĩ của mình về Tổng Bí thư. Khi nói về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, điều đầu tiên phải nói đến là sự liêm khiết.
Như Bác Hồ đã nói, người lãnh đạo phải có đức trước tài, và đức là gốc, bởi có đức mới quy tụ được mọi người. Trải qua nhiều vị trí công tác, chúng ta thấy rằng ông Phú Trọng là người có bản lĩnh, lại khéo léo trong công tác giải quyết những tình huống gay gắt. Ví dụ, khi giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm biển nước ta, Bộ Chính trị đã 13 lần họp để ứng phó và mỗi lần đều giải quyết thành công các tình huống đó. Tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra quy định mới về việc nêu gương của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ủy viên Ban Trung ương. Hình ảnh một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sống trong nhà công vụ, không có tài sản lớn, đã nói lên điều gì? Đại biểu Vũ Kim Trọng nhấn mạnh, không phải khi Quốc hội bầu ông làm Chủ tịch nước với bản kê tài sản mới khẳng định ông liêm khiết. Từ lâu trong quá trình công tác, tôi có thể khẳng định ông Nguyễn Phú Trọng là người chí công vô tư, hoàn toàn trong sáng. Đây là một tấm gương sáng, rất rõ ràng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi những biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc dư luận, việc nêu gương của ông rất có ý nghĩa. Người đứng đầu đảng và nhà nước sống trong nhà công vụ với một số tiền tiết kiệm nhỏ đã nói lên tất cả. Chỉ khi nêu gương thuyết phục mới có thể dẫn dắt, lãnh đạo được. Tôi dám khẳng định một lần nữa rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người hoàn toàn trong sạch, tuyệt đối trong sạch. Thêm vào đó, ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã từ chối nhận con mình vào công việc nhằm duy trì sự liêm khiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhấn mạnh rằng, khi nhìn vào bảng kê tài sản của ông, được nhân dịp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước, ông thấy rằng đó là bản kê khai trung thực với độ tin cậy rất cao. Qua bản kê khai đó, ông thấy rằng Tổng Bí thư có cuộc sống bình dị như đa số người dân lao động Việt Nam hiện nay, sống trong nhà công vụ và chỉ có một số tài sản tiết kiệm nhỏ. Cá nhân ông đã có thời gian làm việc và tiếp xúc khi ông Nguyễn Phú Trọng còn là Chủ tịch Quốc hội. Ông có thể khẳng định rằng Tổng Bí thư là người vô cùng liêm khiết và chính trực. Thông qua quan hệ bạn bè, người thân của ông biết rằng gia đình, vợ con của ông cũng sống một cuộc sống rất bình dị, không khác biệt so với mọi người. Ông nhớ lại một sự kiện, khi con ông tốt nghiệp và có bạn bè đã đưa hồ sơ xin việc sang văn phòng chính phủ, nhưng chủ nhiệm văn phòng khi đó trả lời rằng cháu chưa đủ điều kiện vì thiếu thời gian công tác thực tế. Khi biết chuyện này, ông Nguyễn Phú Trọng không những không can thiệp để con mình được vào làm việc mà còn cảm ơn người không tiếp nhận. Với tấm gương liêm khiết như vậy, tôi nghĩ đây là một trong những lý do để ông liên tiếp được giới thiệu trong những hoàn cảnh đặc biệt. Lần này, trong hoàn cảnh đặc biệt khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời, Đảng và Nhà nước đã thống nhất rất cao giới thiệu và bầu ông làm Chủ tịch nước. Tôi tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng hội tụ đủ những điều kiện ưu tú để đứng đầu Đảng và Nhà nước, là một tấm gương trong giai đoạn Đảng ta cần phải nhấn mạnh sự nêu gương của người lãnh đạo. Quý vị thân mến, một vị lãnh đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự rất được người dân yêu quý, từ cách làm việc cho đến đời sống thường ngày. Sự giản dị của Bác đến mức khiến chúng tôi ngỡ ngàng khi biết được nơi làm việc của Bác. Phòng làm việc của Tổng Bí thư tại trụ sở Trung ương Đảng, nơi ông chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 10 tháng 3, đánh giá những vấn đề nổi bật của đất nước và tình hình quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2022, thật đơn sơ và bình dị. Điều bất ngờ mà ai cũng thấy chính là căn phòng làm việc của Tổng Bí thư, vô cùng đơn giản và không có tranh tượng hay bộ bàn ghế xa hoa. Nếu để ý kỹ hơn, bạn sẽ thấy căn phòng có cả chỗ bong chóc sơn. Điều đặc biệt là ở căn phòng này là sự hiện diện của rất nhiều sách, sách trên kệ, sách trên bàn làm việc và trên tường là một bức ảnh Bác Hồ. Đây là một căn phòng bình dị, một minh chứng cho cuộc sống giản dị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những câu chuyện về cuộc sống giản dị của ông được bạn bè và đồng nghiệp kể lại khi ông đã giữ những vị trí quan trọng nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Dù vậy, ông vẫn sử dụng một chiếc xe công vụ cũ, một chiếc Toyota Crown đời 1998 đã qua 22 năm sử dụng.
khi người bạn đồng môn của ông là người đứng đầu thủ đô, ông vẫn lặng lẽ nhờ người chở mình đi xe máy về thăm khoa văn trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã từng nói ông là người ăn mặc giản dị, luôn nói đi đôi với làm. Ngay cả trong những dịp thực hiện nghi lễ cần mặc com lê, ông thường mặc những bộ quần áo giản dị, có những chiếc áo cũ đến sờn vai. Điều này xuất phát từ cuộc sống, từ đạo đức cách mạng của một con người mẫu mực, giữ gìn danh dự cá nhân và hòa chung với cuộc sống của đại đa số đồng bào khi đất nước còn khó khăn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Câu nói này như một lời khuyên, một lời cảnh tỉnh cho những ai chỉ nghĩ đến chức tước và bổng lộc. Sự giản dị trong căn phòng làm việc khi ông triệu tập một cuộc họp quan trọng là điều không ai ngờ tới. Với nhiều người, họ sẽ càng bất ngờ hơn khi thấy phòng làm việc của Tổng Bí thư thực sự đơn sơ và giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Điều này chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng cho những người dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, càng tin yêu Đảng. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được người dân Việt Nam hết sức yêu quý và ngưỡng mộ, được biết đến không chỉ qua cách làm việc mà còn qua lối sống giản dị và chính trực. Ông luôn giữ một phong cách sống khiêm tốn, phản ánh qua văn phòng làm việc đơn giản và các bộ quần áo không cầu kỳ. Những nỗ lực chống tham nhũng quyết liệt của ông, dưới khẩu hiệu không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã khẳng định cam kết không khoan nhượng với bất kỳ hình thức tham nhũng nào, làm sâu sắc niềm tin của dân chúng vào chính phủ. Tổng Bí thư cũng được coi là hình mẫu lãnh đạo đáng ngưỡng mộ với việc kiên định theo đuổi chính sách minh bạch và công bằng, đồng thời duy trì mối liên hệ chặt chẽ với nguồn gốc văn hóa và truyền thống của Việt Nam. Sự tôn trọng sâu sắc đối với câu tục ngữ cây có gốc, nước có nguồn minh chứng cho việc ông không chỉ giữ vững văn hóa dân tộc mà còn thể hiện sự liêm chính trong mọi hành động. Mặc dù đối mặt với thách thức và chỉ trích, Tổng Bí thư vẫn nhận được sự tín nhiệm cao nhờ vào phong cách lãnh đạo chân thành và gần gũi với người dân. Ông được biết đến là người khiêm tốn và luôn tôn trọng nguyên tắc, làm tăng sự tôn trọng và yêu mến từ công chúng. Những đặc điểm này không chỉ phản ánh những giá trị mà ông theo đuổi mà còn minh chứng cho việc ông đã và đang góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và minh bạch, nơi luật pháp được tôn trọng và mỗi công dân đều có trách nhiệm đối với xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có những đóng góp rất lớn cho đất nước, mang dấu ấn sâu đậm không chỉ là chính trường Việt Nam mà là toàn thế giới. Quý vị thân mến, sự giản dị, mộc mạc và lối sống không lãng phí, không khoa trương của ông đã tạo nên một hình ảnh lãnh đạo mẫu mực. Dù giữ vị trí cao quý, không phải ai cũng có thể đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chọn cuộc sống trong căn nhà công vụ tại số 5 phố Thiền Quang, một con phố nhỏ yên bình ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điều này khẳng định căn nhà không chỉ là tài sản vật chất mà còn là biểu tượng của sự khiêm tốn và gần gũi, một giá trị tinh thần sâu sắc mà Tổng Bí thư đã lựa chọn và gìn giữ. Tại quê hương ở huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kế thừa căn nhà và mảnh đất từ cha mẹ ông để lại. Cuộc sống giản dị của ông phản ánh rõ nét qua cách ăn mặc hàng ngày. Ngoại trừ những dịp cần mặc trang phục nghi lễ, ông thường xuất hiện trong những bộ quần áo bình dân, có chiếc áo cũ đến mức sờn vai. Điều này không chỉ thể hiện lối sống khiêm nhường mà còn phản ánh đạo đức cách mạng và sự liêm khiết cá nhân của một nhà lãnh đạo, người luôn sống hòa mình với những khó khăn chung của nhân dân trong giai đoạn đất nước đang phấn đấu phát triển. Theo một số thông tin, Tổng Bí thư đã chọn cách dùng tiền tiết kiệm để mua công trái và gửi tiết kiệm, thể hiện lối sống tiết kiệm, lành mạnh không khác gì bất kỳ công chức hay người lao động nào khác trong xã hội. Điều này càng được khẳng định qua việc ông sử dụng chiếc xe công vụ Toyota Crown đời 1998, đã có tuổi đời 26 năm. Một hình ảnh giản dị nhưng đầy ý nghĩa, phản ánh quan điểm sống vì dân và sự gần gũi của ông với người dân Việt Nam. Khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một nhà lãnh đạo liêm khiết, một tấm gương sáng về đức độ. Theo lời dạy của Bác Hồ, người lãnh đạo phải có đức, có tài,
trong đó Đức là gốc. Điều này đã được ông thể hiện qua việc quy tụ được niềm tin và lòng mến mộ từ nhân dân. Đồng thời qua từng vị trí công tác, ông luôn là người có bản lĩnh, khéo léo giải quyết các tình huống khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh dư luận xã hội ngày nay, khi câu chuyện về biệt phủ, nhà lầu của quan chức gây bức xúc, việc ông sống giản dị, sử dụng xe công vụ cũ và dành tiền tiết kiệm vào những việc bình thường như mua công trái lại càng khẳng định giá trị của việc nêu gương. Điều này không chỉ dừng lại ở bản thân Tổng Bí Thư mà còn lan tỏa đến gia đình, nơi phu nhân của ông một bà vợ giản dị, không hề lệ thuộc vào sự sang trọng hay quyền lực mà vẫn giữ gìn lối sống thanh bạch, nấu cơm và chăm sóc gia đình. Sự giản dị này không chỉ là lối sống mà còn là biểu tượng cho đức độ, tâm huyết của một người lãnh đạo với đất nước và nhân dân. Qua đó, hình ảnh của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng một người hoàn toàn trong sạch và phu nhân của ông đã nói lên rằng để dẫn dắt và lãnh đạo không chỉ cần sự thuyết phục bằng lời nói mà còn bằng chính cuộc sống hàng ngày, sự gương mẫu trong từng hành động. Năm 2021 đã chứng kiến một dấu ấn quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, một nỗ lực không ngừng được Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đẩy mạnh, điển hình là qua những lời phát biểu thấm thía tại Hội nghị Cán bộ Toàn quốc. Ông nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc tự phê bình, tự giác và chân thành trong việc nhìn nhận bản thân và người khác, cũng như sự quan trọng của việc xây dựng một tổ chức và con người có đạo đức, có trách nhiệm. Tổng Bí Thư mạnh mẽ chỉ trích mọi hành vi nể nang, né tránh hay cố ý lợi dụng để gây rối nội bộ, khẳng định rằng công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng không chỉ là vấn đề tổ chức mà còn là vấn đề của mỗi con người, từng cá nhân trong đảng. Những lời của ông như nhấn mạnh vào tính phức tạp nhưng không thể tránh khỏi của công tác này, liên quan mật thiết đến sự tồn vong của chính đảng và chế độ. Trích dẫn nhà văn Nga Maxim Gorky, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng gợi nhớ về sự kiêu hãnh và cả những tật xấu, tật kém của con người, nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc mỗi người phải tự nhìn nhận, tự mổ xẻ bản thân mình một cách chân thành và khách quan. Qua đó, ông nhấn mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng là một hành trình khó khăn nhưng thiết yếu, một công việc đòi hỏi sự dũng cảm, tự giác và trách nhiệm cao từ mỗi đảng viên, vì lợi ích lâu dài và bền vững của đảng cũng như của đất nước. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ một quan điểm đầy ý nghĩa về hạnh phúc và cuộc sống, nhấn mạnh rằng giá trị của con người không chỉ nằm ở vật chất mà còn ở giá trị tâm hồn, ở khả năng sống với tình thương, lòng nhân ái, công bằng và lẽ phải. Ông khẳng định, mỗi người chỉ sống một lần và cần sống sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa, không để lại tiếc nuối hay ân hận vì những hành động đáng khinh, thiếu liêm sỉ. Tổng Bí Thư cũng nhấn mạnh, danh dự là giá trị cao quý nhất, vượt lên trên mọi sự giàu có về vật chất. Điều này đặt ra yêu cầu cao với mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức trong việc tự rèn luyện, giữ gìn bản thân trước những cám dỗ, để có thể bảo vệ lẽ phải một cách kiên định. Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2021 đến 2026, Tổng Bí Thư đã yêu cầu tăng cường công tác cán bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ một cách nghiêm ngặt, đảm bảo lựa chọn những người có đức, có tài, thật sự cần mẫn, liêm chính và tâm huyết với đất nước, với nhân dân. Ông kêu gọi mọi người không bị lôi kéo bởi lợi ích riêng, đồng thời kiên quyết loại bỏ những yếu tố tiêu cực, hư hỏng khỏi bộ máy nhà nước, chống lại mọi hình thức chạy chức, chạy quyền và nepotism. Qua đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở về trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của mỗi cán bộ, công chức trong việc xây dựng một xã hội công bằng, phát triển. Thành công vang dội trong chiến dịch đốt lò. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của ông, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến đột phá trong việc duy trì sự trong sạch và vững mạnh của bộ máy chính quyền, qua đó kiến tạo niềm tin sâu sắc trong lòng nhân dân. Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 2 năm 2013, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí Thư làm trưởng ban, công tác phòng chống tham nhũng đã thể hiện những bước tiến quan trọng và mạnh mẽ. Tính đến nay, công tác kiểm tra,
giám sát của Đảng đã áp dụng biện pháp kỷ luật đối với hơn 2.700 tổ chức Đảng và gần 168.000 đảng viên. Trong số đó, hơn 7.390 đảng viên đã bị kỷ luật vì hành vi tham nhũng. Hơn nữa, hơn 170 cán bộ cấp cao bao gồm 33 ủy viên và nguyên ủy viên Trung ương Đảng, cùng với hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị kỷ luật, thể hiện rõ ràng quyết tâm không khoan nhượng trong việc loại bỏ tham nhũng khỏi bộ máy nhà nước. Công tác này không chỉ giúp loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất khỏi hệ thống, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào Đảng và nhà nước. Qua những vụ án lớn như Việt Á và Vạn Thịnh Phát, nơi số tiền tham nhũng lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng, những nỗ lực này chứng minh rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khối tài sản tinh thần mà ông mang lại cho đất nước là vô giá. Với đường lối đúng đắn và hành động cứng rắn đối với việc bảo vệ sự trong sạch của bộ máy nhà nước và giữ vững niềm tin của nhân dân, công tác điều tra, truy tố và xét xử trong cuộc chiến chống tham nhũng và tiêu cực đã được thực hiện một cách quyết liệt và không khoan nhượng dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định không có vùng cấm hay ngoại lệ cho bất kỳ ai. Điều này đã dẫn đến việc xử lý nghiêm minh nhiều cá nhân, tổ chức có thành tích trong quá khứ nhưng sau đó vi phạm pháp luật, cho thấy rằng công bằng được đặt lên hàng đầu. Đồng thời, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế phòng ngừa cũng được đẩy mạnh nhằm loại bỏ mọi kẽ hở cho hành vi tham nhũng, tiêu cực. Kết quả đạt được trong thời gian qua đã minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư với mục tiêu làm trong sạch bộ máy nhà nước và giành lại niềm tin của nhân dân. Sự quyết liệt, kiên định trong hành động và lời nói của Tổng Bí thư đã trở thành nguồn cảm hứng, động lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, qua đó tạo nên sự thay đổi tích cực, mạnh mẽ trong bộ máy chính quyền. Những kết quả ấn tượng trong công tác chống tham nhũng và tiêu cực không chỉ là chiến thắng của nguyên tắc và công lý, mà còn là bằng chứng cho sự cần thiết của việc duy trì sức nóng trong cuộc chiến này, không chấp nhận bất kỳ sự lơ là hay nhượng bộ. Điều này đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ từ những người đốt lò, sự tham gia của toàn bộ nhân dân trong việc giám sát và phản ánh, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo nên một hệ thống chống tham nhũng hiệu quả, vững chắc, không chỉ dựa vào sự quyết liệt từ người đứng đầu mà còn từ lòng dân, từ một thể chế pháp luật minh bạch, công bằng. Những tác phẩm chính trị sống mãi với thời gian. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp sâu sắc và quan điểm kiên định được thể hiện qua cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch và vững mạnh. Trong cuốn sách này, ông phân tích và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống chủ nghĩa cá nhân và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, coi đây là gốc rễ của tham nhũng. Ông cũng nhắc nhở về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc ăn cắp của công là giặc, từ đó giải thích rằng tham nhũng không chỉ là vấn đề về tiền bạc mà còn liên quan đến sự suy thoái đạo đức, lối sống. Cuốn sách cũng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tham nhũng và tiêu cực, nhấn mạnh rằng tiêu cực là một khái niệm rộng lớn hơn và tham nhũng chỉ là một biểu hiện cụ thể của suy thoái đạo đức. Điều này nhấn mạnh việc phòng chống tham nhũng không chỉ là vấn đề loại bỏ hành vi sai trái về mặt tài chính mà còn phải giải quyết vấn đề suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sách đã kêu gọi một cuộc đấu tranh toàn diện, không chỉ giới hạn ở việc chống lại tham nhũng về tiền bạc, mà còn phải chống lại chủ nghĩa cá nhân và suy thoái về đạo đức, lối sống. Ông nhấn mạnh, chỉ có bằng cách chấn chỉnh từ suy nghĩ và nhận thức từ sớm, mới có thể tiếp cận và loại bỏ tận gốc rễ của tham nhũng, tiêu cực trong toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội. Quyết tâm phòng ngừa tham nhũng và tiêu cực từ sớm, từ xa, tận gốc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất quán thực hiện là chủ đề xuyên suốt của cuốn sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sự kiên định này được thể hiện qua các bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu chính trong các hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2014 đến 2022.
cũng như trong 22 bài viết nổi bật về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong bài viết mở đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của mình mà còn là quyết tâm chung của toàn Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân trong cuộc chiến không khoan nhượng chống lại tham nhũng và tiêu cực. Ông đặt câu hỏi và tự trả lời về lý do cần phải kiên trì đấu tranh chống lại những hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ cần thiết và tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược, nhằm bảo vệ sự trong sạch của Đảng và Nhà nước, đồng thời phát triển đất nước một cách bền vững và công bằng. Thông qua cuốn sách này, Tổng Bí thư muốn nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, mỗi tổ chức trong hệ thống chính trị cần phải tự giác và kiên định trong việc phòng chống tham nhũng và tiêu cực, từ đó góp phần xây dựng một Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh mẽ khẳng định rằng công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực không chỉ là nhằm làm sạch Đảng và bộ máy nhà nước mà còn với mục tiêu phát triển bền vững cho đất nước. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình nhận thức của Đảng về vai trò và vị trí của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, từ một phần quan trọng của sự nghiệp cách mạng, trở thành một nội dung không thể thiếu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Qua hơn 36 năm đổi mới, việc này được nhìn nhận như một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần vào sự vững mạnh và trong sạch của Đảng cũng như hệ thống chính trị. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chưa bao giờ việc đấu tranh phòng chống tham nhũng và tiêu cực được tiến hành một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả như trong thời gian gần đây. Những nỗ lực này đã tạo nên dấu ấn nổi bật, thu hút sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi trong xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Điều này thể hiện quyết tâm và cam kết không ngừng của Đảng trong việc xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch và vững mạnh, phục vụ lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh mẽ nhấn mạnh, mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công tác phòng chống tham nhũng, nhưng vẫn còn tồn tại những thách thức lớn. Tham nhũng và tiêu cực trong một số lĩnh vực vẫn đang diễn ra một cách phức tạp, với các hình thức ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Điều này không chỉ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng mà còn là mối nguy cơ cho chế độ. Để đối mặt với những thách thức này, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải áp dụng một cách nhất quán và không ngừng nghỉ phương châm phòng chống tham nhũng và tiêu cực từ sớm, từ xa và một cách toàn diện. Phòng ngừa không chỉ là biện pháp cơ bản và lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách trong cuộc chiến chống lại tham nhũng. Việc giáo dục và nâng cao ý thức là một phần không thể thiếu trong nỗ lực hạn chế và tiêu diệt tham nhũng. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật mà còn đảm bảo tiếp cận một cách nhân văn, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tham nhũng và suy thoái về đạo đức, lối sống không chỉ làm mất đi sự trong sạch của bộ máy Đảng và Nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của cán bộ, đảng viên, suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Vì vậy, công tác phòng chống tham nhũng cần được tiến hành một cách đồng bộ với việc phòng chống tiêu cực và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Suy thoái đạo đức, lối sống không chỉ là nguyên nhân dẫn đến tham nhũng mà còn liên quan mật thiết đến lợi ích kinh tế và quyền lực chính trị, góp phần vào sự hư hỏng của đạo đức và lối sống. Đây là những vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đang kiên quyết đối mặt và giải quyết, nhằm xây dựng một Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch, phục vụ lợi ích của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Trong các bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở đường cho những giải pháp quyết liệt nhằm khắc phục tận gốc vấn đề tham nhũng và tiêu cực. Đầu tiên, ông nhấn mạnh đến việc mỗi cá nhân, từ cơ quan, tổ chức cho đến địa phương, cần phải tự đấu tranh chống lại tham nhũng ngay trong bản thân mình. Điều này đòi hỏi cán bộ lãnh đạo và quản lý phải là tấm gương sáng, thể hiện sự kiên quyết, không khoan nhượng và hành động một cách cụ thể, hiệu quả. Thứ hai, chống lại thói hư, tật xấu và đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống là nhiệm vụ quan trọng. Điều này đòi hỏi một hệ thống cơ chế phòng ngừa chặt chẽ và cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để ngăn chặn mọi hành vi tham nhũng và tiêu cực. Thứ ba, công tác cán bộ được đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu việc đánh giá, lựa chọn và bố trí cán bộ lãnh đạo phải dựa trên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự giác, tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất đạo đức và tránh xa mọi chuyện tiêu cực. Thứ tư, phải thực hiện mạnh mẽ phương châm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý từ gốc mọi vi phạm. Điều này đòi hỏi sự giáo dục, răn đe và phòng ngừa phải là nền tảng, kết hợp giữa trừng trị và khoan hồng, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. Thứ năm, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là đối với những vị trí có quyền lực cao, để ngăn chặn bất kỳ ai lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Đồng thời, thứ sáu, gắn kết chặt chẽ giữa công tác phòng chống tham nhũng với việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, để xây dựng một nền chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư đã kết luận rằng, để phòng chống tham nhũng và tiêu cực một cách hiệu quả, cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm và dũng khí của mỗi cán bộ, đảng viên, đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời phải hành động theo tinh thần này trong mọi hoàn cảnh. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự đã để lại dấu ấn sâu đậm thông qua những đóng góp to lớn của mình cho Đảng, đất nước và nhân dân Việt Nam. Suốt hàng chục năm làm việc không mệt mỏi, ông đã cống hiến không chỉ trí óc, năng lực mà còn cả sức khỏe và tuổi xuân của mình, mà không hề vì mục đích vụ lợi cá nhân. Mặc dù không sở hữu những tài sản vật chất khổng lồ như gia tài chục ngàn tỷ, nhà lầu, xe sang hay hàng vạn mảnh đất, vàng bạc, nhưng vị thế và tình cảm mà ông nhận được từ người dân và cộng đồng quốc tế chính là minh chứng cho một con người đầy tận tụy, tận tâm, luôn lo lắng cho nhân dân và quốc gia mà quên mình, dù đã ở tuổi ngoài 80. Sự ngưỡng mộ và kính trọng dành cho ông không chỉ đến từ những thành tựu vĩ đại mà còn từ trái tim và tâm hồn của mỗi người, biểu hiện cho giá trị tinh thần vô giá mà ông đã cống hiến. Ấy thế nhưng, vẫn có nhiều ý kiến không chính thống cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuy chỉ được nhận một mức lương tương đối thấp, nhưng có chế thưởng, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ của Bác Trọng lại thực sự khổng lồ. Thưa quý vị, điều này là vô căn cứ, thậm chí có tính chất bôi nhọ chính quyền, hạ thấp danh dự của vị Tổng Bí thư đáng kính của chúng ta. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các thế lực thù địch và đối tượng xấu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội, nhằm chia rẽ mối quan hệ mật thiết giữa ba lực lượng này với nhân dân. Một số thủ đoạn như ném đá giấu tay, mặc dù được phơi bày nhanh chóng, vẫn được tái sử dụng thường xuyên, khiến dư luận xã hội dần trở nên quen thuộc và ít bận tâm hơn. Đáng chú ý, một trong những mục tiêu chiến lược của các thế lực thù địch là gây rối và phá hoại mối quan hệ giữa quân đội và nhân dân, là lực lượng trung thành và tin cậy của Đảng và Nhà nước. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và nhân dân dưới mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn không ngừng tìm cách tấn công và hạ thấp uy tín của quân đội để phá hoại niềm tin này. Một trong những chiêu thức mà chúng sử dụng là xuyên tạc, bịa đặt thông tin, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như dân chủ, nhân quyền, dân tộc và tôn giáo. Các lãnh tụ và lãnh đạo tiền bối của Đảng và Nhà nước không thoát khỏi những lời vu cáo, bôi nhọ này. Thêm vào đó, chúng còn sử dụng chiến thuật nói dối lớn. Một lý thuyết từ thời Đức Quốc xã khẳng định rằng một điều nếu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần sẽ trở thành sự thật trong mắt công chúng. Để đối phó, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh chống lại những thủ đoạn này, đẩy lùi virus độc ra khỏi đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh các phần tử thù địch không ngừng tìm cách chia rẽ nội bộ và phá hoại từ bên trong. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và chiến sĩ quân đội cần xây dựng tinh thần vững vàng,
tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và quân đội, coi đây là trận tuyến không khói súng, là cuộc chiến giành giật niềm tin mà chỉ có thể chiến thắng bằng chính niềm tin vững chắc. Thưa quý vị, những diễn biến phức tạp trên chính trường Việt Nam thời gian qua đã làm dấy lên nhiều lo ngại và bất ổn. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã và đang được đẩy mạnh mẽ, minh bạch hơn bao giờ hết. Sự kiên định và quyết liệt trong chiến lược của Đảng không chỉ thể hiện qua những kết quả tích cực đã đạt được mà còn qua cam kết không ngừng trong việc xây dựng một hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính sự trong sạch và minh bạch này sẽ là chìa khóa để giành lại niềm tin của nhân dân, đồng thời củng cố nền tảng cho một Việt Nam phát triển bền vững. Qua những nỗ lực không mệt mỏi của Tổng Bí thư và toàn thể hệ thống chính trị, chúng ta có thể tin tưởng rằng, mặc cho những thách thức và khó khăn, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp kịp thời, phù hợp để đảm bảo sự ổn định và phát triển của đất nước. Hành trình phía trước có thể còn nhiều gian nan và thử thách, nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin bước vào tương lai, tiếp tục giữ vững lập trường, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, với mục tiêu xây dựng một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và cùng suy ngẫm về hành trình này.